Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lục Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, ngày hôm nay kênh Phong Thủy Lục Tài sẽ chia sẻ về vận trình của các gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng 11 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả như mong đợi và tránh được những thị phi, rủi ro không đáng có. Vậy trong tháng này, những người tuổi Canh Thìn có gặp may mắn về tài lộc, làm ăn phát đạt hay không, hay sẽ gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị sẽ cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay để biết được chi tiết cụ thể. Đầu tiên là tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020. Tức là từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 cho tới ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu Âm Thổ, khắc địa chi tính dương thủy, tức là chi khắc can là ngày cát trung bình. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân, thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với những người tuổi Canh Thìn, trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh những ngày sau đây. Đầu tiên là ngày âm lịch ngày 7 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 21 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 19 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 2 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang theo vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 18 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 6 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 20 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan tới xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn nếu tiến hành vào những ngày này đều sẽ hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là về tổng quan tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 11 âm lịch. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Vào tháng 11 âm lịch, những người sinh năm 2000 sẽ gặp được may mắn trong công việc thi cử cũng như công việc. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên, bạn cũng sẽ kiếm thêm được tiền từ việc làm thêm.
Mậu dương thổ gặp thìn âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu bản mệnh gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Thìn sẽ cần chú ý tới những ngày âm lịch, đó là ngày 19 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 2 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba là sức khỏe của tuổi Canh Thìn. Vì tuổi Thìn nằm trong tam hợp với Tý, mà tháng 11 là tháng Mậu Tý, nên những người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Với những Canh Thìn còn đang đi học, tháng này sẽ rất tốt để bạn thu nạp thêm kiến thức chuyên ngành. Thời gian trước, bạn siêng năng, chăm chỉ cũng sẽ được đền đáp bằng những điểm số cao được ghi nhận từ thầy cô. Còn với những Canh Thìn đã đi làm, bạn sẽ thấy dễ dàng đạt được thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên công nhận. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2020, tốt hơn hết là nên đem vòng tay tam vận, tam giác khai vận thân Tý Thìn. Ngoài ra trong tháng 11 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Thìn cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân và cũng cần thận trọng lời ăn tiếng nói của mình để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không rất dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất đi vị trí của mình. Để may mắn thuận lợi, những gia chủ tuổi Canh Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang theo bên mình pháp khí sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ tư là tài lộc của tuổi Canh Thìn. Xem tử vi tháng 11 âm tuổi Canh Thìn không cần lo lắng quá nhiều về con đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi qua quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Canh Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của đất trời, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu đã được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào bên trong. Thứ năm là tình duyên của tuổi Canh Thìn. Chuyện tình cảm của tuổi Canh Thìn có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của những người khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành và có cơ hội tìm được những người như ý muốn. Ngoài ra trong tháng này, bạn sẽ gặp được những xích mích nhỏ với bố mẹ. Thầy Gia Cát khuyên rằng bản mệnh hãy lắng nghe ý kiến từ phụ huynh, đừng để cái tôi quá cao mà buông những lời nói không hay tới những người đã sinh thành, dưỡng dục mình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như có nhiều cơ hội may mắn trong công danh, tài lộc, bản mệnh cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận gỗ huyết long thân Tý Thìn. Vật phẩm là pháp khí có tác dụng hộ thân, là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ sáu là sức khỏe của tuổi Canh Thìn. Tuổi Canh Thìn sẽ có sức khỏe tốt trong những tháng này.
Hơn nữa, bạn thường tham gia các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi, điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya, nguyên nhân chính gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên. Ngoài ra, bạn nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Canh Thìn cần mang theo bên mình vòng tay tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của phong thủy lộc tài được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quỷ nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Canh Thìn trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng để tránh hung, hóa cát, lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi và cũng rất cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Lộc Tài. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn, đưa quý vị và các bạn tới những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề chạy cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.